ហើយនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីធ្វើវីដេអូមួយខ្លីរបៀបធ្វើផាន់សិនក្រឡុកផាន់សិនក្រឡុកយើងគឺមានផាន់សិនមួយហើយទៅដោះគោមួយកំប៉ុងទៅដោះគោខាងហើយមានទឹកចំនួន1 កែវហើយយើងដាំឲ្យវាពុះហើយយើងលាយវាតោះឥឡូវយើងទៅដាំទឹកទាំងអស់គ្នា Lâu dân chất thật sân đó nè, chập đám triềm về tập bút. Dân phơ lươn nghe 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 xua xua là chập ăn nhanh thiệt. Nghe sạch thật sân rồi đọc cô lực tiệp phì nó chạy cũng mai ông ôn mới chọn ma ru chia là mồm rồi cô có em pê tam từ nôi từ non bao giờ nào. Chẳng mai video thì mấy thằng của mình đang đặt việc hàng trò màu bạn dùng video nhưng mấy thầy mình đón tiếp hời. Bye bye. Cảm ơn.